Dạ, hôm nay sitter của mình thì giá cũng có trung bình em hiện tại là nó dao động là từ là 47.500, 47 triệu đến 51 triệu anh. À, mình cái dòng thấp nhất là 47 hả? Dạ, thấp nhất hôm nay là 47. Là dòng nào màu gì em? Dạ, hiện tại là cái màu đỏ nhám nè. Màu đỏ nhám này hiện tại là cái màu đỏ này màu đỏ mới nhất mà sitter trước giờ chưa có luôn đó. À, màu đỏ nhám này đó ha. Rồi, giờ em coi từ thấp tới cao đi. Hôm nay là chiếc này là 47 triệu. Mình cái còn cái đỏ cái mà cái mấy cái màu đỏ bóng bóng đó nó còn màu đỏ trắng. Đỏ trắng đó. Dạ. Giá thấp hơn không? Dạ, đỏ trắng thì giá nó là 46 năm. 46 năm. Dạ. Dạ. Còn bên đây. Đây cái mẫu này là cái mẫu mới nhất mà bên em mới nhập về. À. Cái mẫu trang thể thao. Trang thể thao ha. Dạ. Hiện tại cái mẫu này thì nó giá của nó là 51 triệu. À, giá này là giá của ngày hôm nay nha. Tại vì cái Exeter thì đương nhiên giá nó sẽ theo thời giá thôi. À, giá hôm nay. Thì hôm nay thì mình cũng đi đến cửa hàng xe gắn máy Thiên Phúc. Dạ. Địa chỉ mình số mấy em? Dạ, địa chỉ của mình hiện tại là Thiên Phúc SVM 19 Cách Mạng Tháng 8. À, mình sẽ hỏi giá các dòng Yamaha Exeter cho các bạn tham khảo nha. Nếu mà nó dao động, em nói nó dao động là nó dao động nhiều không em? Dạ, cái dao động này cũng tùy theo thị trường thôi. Dạ. Cái đâu cũng dao động nhiều hả? Vài trăm ngàn thôi hả? Dạ. Và chiếc này là 51, chưa bao gồm phí lăn bánh đúng không? Dạ đúng rồi, chiếc này là giá bán 51 triệu. Giá bán 51 triệu, màu mới đây. Tem thể thao nó có đặc biệt, nó khác là chỗ nào em? Cái tem này thôi nó hả? Khác cái bộ tem á. Với cái màu này không? Dạ. Màu này kêu bằng màu gì? Đen, xanh đen hả? Dạ. Xanh đen bóng. Còn cái bảng mà tem ngược thì mình chưa có hàng hả? Dạ, bảng tem ngược là khoảng vài tuần, một khoảng tuần sau là bên em sẽ có. À, giá thì khi mà có xe mình mới cập nhật giá được phải không? Dạ, rồi. Rồi. Nó khác bộ tem thôi, không? Hoàn toàn không khác gì nữa ha. Dạ, đó này giống như là cái bản giới hạn của nó vậy đó. À, nó ra màu tem độ. Là màu mới nó ra là mấy màu? Màu mới thì hiện tại là nó chỉ ra cái mẫu này thôi. Này là mới nhất luôn đó hả? Dạ, không còn còn mấy cái một hai mẫu nữa, nhưng mà bên em hiện tại thì do nhu cầu bán nhiều á cho nên là hôm nay hiện tại cửa hàng em thì không có trưng bày tại đây. À. Nó còn hai cái mẫu nữa. À, giá cũng vậy luôn. Dạ. Giá nó sẽ thấp hơn. Rồi cái màu này thì 49 năm. Dạ, cái này là phiên bản kỷ niệm 20 năm của ngày thành lập của Yamaha. À, phiên bản kỷ niệm. Dạ. Có cái tem phiên bản kỷ niệm này luôn. Đây. Dạ. Bản này 49 năm ha. Dạ, cái mẫu này hiện tại là 49 năm. Rồi. Ừ, có trả góp rồi đầy đủ không em? À, bên em hiện tại đang hỗ trợ trả góp của rất là nhiều ngân hàng qua là HD Bank, FE RIC, hoặc là Home RIC và qua Sacombank thẻ tín dụng. Có thẻ tín dụng luôn. Dạ. Chỗ nào cái có cái chương trình mà trả góp mà thấp không lãi suất nữa? Hiện tại thì bên FE với cái dòng những cái dòng thấp hơn 40 triệu thì mới không lãi suất, còn hiện tại thì nó sẽ có cái dòng là nó sẽ có lãi suất là 1.19 là lãi suất ưu đãi thấp nhất hiện tại. À, 1.19 ha. À. Còn không lãi suất góp mà không có trả trước thì lãi suất cao hơn hả? À? Không, nếu mình không trả trước thì cũng có, nhưng mà nếu tính thời gian thì có thể là ra thì lãi suất có thể số chấm số trăm. À, rồi để tí nữa anh hỏi bạn trả góp một cái. Đây dòng này thì 47 năm ha, màu đen nhám. Đây. Mình ở đây đâu còn cái phiên bản 2018 ha em? Dạ, tất cả bây giờ tại bên hệ thống của em là phiên bản 2018 đã hết hàng. Hết hàng rồi ha. Đây cái bản này là 47 năm, giá này chưa bao gồm phí lăn bánh. Phí trước bạ rồi biển số đó chưa bao gồm nha các bạn. Chào em. Dạ.
Em hỗ trợ anh dùm nhà, anh tính vay anh mua chiếc Exciter đó em. Dạ, mình muốn chọn màu gì anh? À, cái màu mới đó, cái màu phiên bản thể thao đó em. Dạ rồi, xe đó thì giá nó là 51 triệu ha. Bên em đang có chương trình lãi suất ưu đãi anh, chỉ có 1.19% thôi. Đối với dòng xe trên 50 triệu thì anh chỉ cần trả trước cho em tầm khoảng 11 triệu với xe đó là được rồi. Mình thuê tính lãi suất ưu đãi 1.19 là rẻ nhất hiện nay luôn. Rẻ nhất hiện nay ha. Dạ đúng rồi. Rồi em tính cho anh rồi, ví dụ như bây giờ là cái thủ tục anh cần gì em? Dạ cái này thì mình chỉ cần là bằng lái với chứng minh là được rồi anh. Em mượn làm hồ sơ khoảng 10 phút em gửi lại cho anh nha. Giấy tờ gốc em không có giữ gì hết. Thì nếu mà mình không có bằng lái thì anh có thể thay thế bằng hộ khẩu cũng được. Một trong hai cái đó rồi, chứng minh bằng lái hoặc là chứng minh hộ khẩu. Làm hồ sơ khoảng 10 phút là việc là lấy xe về ngay luôn. À rồi cái đó hộ khẩu ở đâu cũng được hay sao em? Dạ đúng rồi, anh ở hộ khẩu ở trên toàn quốc, bên em có dịch vụ đi làm giấy tờ cho mình hết, anh chỉ việc bấm biển số thôi. À rồi cái người, ví dụ như cái người đứng tên đó là phải từ bao nhiêu tuổi trở lên mới được em? Dạ bên em thì bây giờ là hỗ trợ từ đủ 18 tuổi trở lên là mình làm được rồi, nhưng mà 18 dưới 20 tuổi thì nó có cái chương trình lãi suất khác. Nhưng mà từ đủ 18 tuổi là mình đã làm hồ sơ được rồi nha. À, có nghĩa là cái chương trình này là phải trên 20 tuổi mới mua được? Đúng rồi, chương trình lãi 1.19 thì từ 20 tuổi trở lên đến 60 tuổi trở lại. À, không có chứng minh thu nhập gì hả em? Dạ đúng rồi anh, làm hồ sơ chỉ cần 10 phút là xong rồi. Rồi cái thời hạn vay của mình đó, nó có từ mấy tháng tới mấy tháng vậy? Dạ bên em thì đối với chương trình lãi 1.19 thì nó có 3 cái mốc góp là 9, 12 với 18 tháng. Mình chọn cái mốc thời gian mình căn theo cái thu nhập của mình đó, mình có thể chọn thời gian càng ngắn thì lãi suất nó sẽ càng ít. À. Dạ. Bây giờ nếu vậy em tính thử cho anh coi, vậy nếu anh phải đóng hàng tháng bao nhiêu và anh có chuẩn bị bao nhiêu tiền để anh ra anh mua xe em? Dạ rồi, anh cho em hỏi là hộ khẩu mình ở đâu với anh? Ở Cần Thơ luôn em. Dạ, hộ khẩu ở Cần Thơ thì phí trước bạ là 5%, biển số xe là 800 ngàn thì anh dự trù tiền giấy tờ cho em khoảng từ 3 triệu rưỡi tới 3 triệu 6 nha anh. À. Cái đó là tiền thế mình đóng cho nhà nước thì trả riêng, còn đối xe này anh trả ít nhất cho em là 11 triệu. Triệu. Em tính luôn cái mốc thấp nhất là 11 triệu nha anh. 11 triệu á, rồi. Cái chương trình này nó áp dụng trên toàn quốc không em? Dạ đúng rồi, áp dụng toàn quốc. Hiện tại thì nó áp dụng trên hệ thống Thiên Hồng Phúc ở chỗ em đang làm nha anh. À, còn ngoài ra là nó cũng áp dụng cho công bên chỗ công ty mình cũng áp dụng cho toàn quốc luôn cái hình thức dây này ha em? Dạ đúng rồi, dây trả góp thì áp dụng toàn quốc, còn cái chương trình lãi 1.19 thì tùy theo boss nào mà có hỗ trợ á thì mới có chạy nhanh. À có nghĩa là Thiên Hồng Phúc thì đang hiện có... tại thì đang có ở bên Thiên Hồng Phúc, còn những cái cửa hàng khác thì những cái nào mà có trên danh mục của công ty hỗ trợ á thì mới chạy được lãi 1.19. Rồi em gửi cho anh cái phiếu tính tiền ha. Rồi. Có các mốc góp 9 với 12, 18 tháng. Cái đó em đã cộng tất cả các khoản tiền gốc, tiền lãi, bảo hiểm, phí thu hộ này kia luôn rồi. Anh chỉ cần đóng đúng số tiền em ghi trên đó thôi. Rồi em là Lý số điện thoại này ha. Dạ đúng rồi, em tên Thiên Lý, trên cái tờ tính tiền có số điện thoại em đó anh. Mình bên FE Redit nha em. Dạ đúng rồi. Rồi để anh về anh tính lại, có gì anh liên hệ với em. Dạ. Bên em đối với những dòng xe mà giá từ 40 triệu trở xuống có hỗ trợ chương trình không cần trả trước luôn anh. Mình chỉ cần trả tiền giấy tờ trước bạ biển số là mình có thể lấy xe về ngay, không cần phải trả trước, tới tháng thì mình góp thôi. À vậy hả em? Dạ. Vậy là nếu mà bây giờ những chiếc nào mà anh chọn những chiếc mà dưới 40 triệu là... Dạ, từ 40 triệu trở xuống á. Anh chỉ cần đóng cái chi phí bản chiếc số, bạ, biển số là dạ, lấy rồi. Xe về chạy phải không? Dạ đúng rồi ạ. À là lãi suất cái đó là nó sao dạ. Em? Lãi suất cái hàng đó thì nó dao động tầm khoảng 2.17. 2.17 ha. Dạ đúng rồi, nó có cái mốc từ 6 tới 36 tháng luôn. Rồi điều kiện sao em? Dạ mình chỉ cần là chứng minh nhân dân, hộ khẩu với lại là cái hóa đơn điện trùng với địa chỉ hộ khẩu của mình, hoặc là hóa đơn nước. Ba cái đó trùng với nhau hết phải không? Dạ đúng rồi, chứng minh với hộ khẩu thì chắc ăn phải trùng rồi ha. Ừ. Còn cái hóa đơn điện thì trùng với địa chỉ hộ khẩu của mình. Điện với nước.
điện hoặc là nước, một trong hai. Có nghĩa là mình ở cái hộ khẩu đó là được rồi phải không? Dạ đúng rồi. Là có ba loại đó mới được đúng không? Dạ đúng rồi, nó khác mấy cái kia là nó có thêm cái hóa đơn điện nữa. À là đầy đủ ba cái. Dạ đúng rồi. Thì nói chung cái đó thì mình do mình không có trả trước thì cái lãi suất nó cứng hơn. Dạ đúng rồi. Còn ngoài ra là cái giấy tờ xe thì mình chỉ giữ bản photo thôi để đi đường thôi đúng không em? Dạ bên em có khi nào nhận được cà quẹt gốc gửi lên công ty sẽ gửi về cho mình một cái biên nhận thế chấp á. Cho biết là công ty em đang giữ cà quẹt, khách có thể sử dụng cái giấy biên nhận thế chấp đó để đi đường bình thường. À dạ. Rồi cảm ơn em ha. Dạ rồi. Anh có gì anh liên hệ lại với dạ, em. Dạ khi nào có nhu cầu anh cứ liên hệ số điện thoại em có ghi trên tờ giấy anh. Rồi rồi. Rồi, cảm ơn anh. Rồi, chào em. Dạ.